Ngô Hiểu Thần có biệt danh là AB, đây là cô gái đã chi 12 tỷ để phẫu thuật 300 lần. Cô được biết đến là người mẫu nổi danh mạng xã hội Trung Quốc. Nhờ có mẹ hậu thuẫn, từ lúc 14 tuổi, cô đã có những lần tiểu phẫu đầu tiên, sau đó thì bị nghiện phẫu thuật. Và may mắn đã thành công ngoài mong đợi, cô trở nên xinh đẹp, thần thái hút hồn, cô trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu và nhãn hàng. Mặc dù thành công, nhưng nhiều người cho rằng việc mẹ cô cho con cái phẫu thuật quá sớm, quá nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con sau này. Tuy nhiên, đáp lại những chỉ trích đó, cô khẳng định cô biết ơn người mẹ của mình đã giúp cô có được vẻ ngoài xinh đẹp. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại và để ngoài tai những điều mọi người xì xầm bàn tán.